Mình đang tự hỏi là mấy cái shop này bán hàng kiểu bị ngáo hay sao ấy, mà bán quận túi đựng rác như thế này mà có hơn 5.000 một quận thì lời lãi cái gì không biết. Đây nhá. 1, 2. Một quận này thì có tới 7 đến 8 túi. Đây là cái túi rác tự phân hủy. Nó khác so với túi ni lông bình thường, bởi vì khi thải ra môi trường thì nó khá là an toàn, vì nó có tính phân hủy nhanh, cũng rất là dẻo dai và chắc chắn. Đựng đồ nặng hay là đồ ướt thì cũng không hề bị rò rỉ. Đi siêu thị thì thấy nó bán rất là nhiều luôn, nhưng mà giá thì cực kỳ đắt. Về lướt TikTok thì thấy giật mình với cái giá luôn. Thế nên là cứ làm 5-6 túi, mỗi túi 3 quận thì cũng chỉ có hơn 16k. Dùng như thế này thì chắc mấy tháng mới hết. Nói thật là lúc mua thấy giá rẻ cũng khá là thắc mắc đấy, nhưng mà dùng rồi cảm thấy khá là yên tâm, mà cũng chẳng quan tâm là họ bán rẻ lỗ lãi như thế nào. Cứ lợi cho người mua thì mình mua thôi. Mình thì không bán sản phẩm này, nhưng mà mình có gắn link ở giỏ hàng. Nếu mà mọi người cần thì có thể bấm mua luôn nhá.